Xin chào mọi người, đây là một thành quả cực kỳ ngắn nhưng mà nhìn rất là thích. Mình vừa đi tiệm trứng các bạn nhé. Bây giờ mình đã bỏ vào cái máy ấp trứng tự động rồi. Thì đây là cái thông số những cái độ ẩm với máy của trong cái máy ấp trứng các bạn nhé. Nhiệt độ và độ ẩm của nó đấy. Đây, ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem là lý giải là tại sao cái thịt chim bồ câu Titan Thái siêu thịt lại là một cái loại thực phẩm nó chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất hiện nay trong cái dòng thịt gia cầm các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy này, là chim mẹ đang cho chim con ăn các bạn nhé, hoàn toàn ăn sữa diều các bạn ạ, chứ chim con là không ăn cám các bạn nhé. Nên là chim bồ câu ra ràng á là từ khoảng 25 đến 30 ngày á, là mình xuất bán, là lúc đó chim nó chưa biết ăn nên là thịt của nó rất thơm, nên mình nó không có mùi hôi cám các bạn nhé. Còn khi mà những cái dòng chim khác như chim bồ câu ta các thứ đó là nó đã ăn cám rồi, nên là khi mà mình làm thịt á, thường thường chim nó bị hay có mùi hôi là vậy. Còn chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này thì nó hoàn toàn là mùi thịt của nó rất thơm các bạn ạ, nó trắng và nó thơm nhá. Còn những dòng khác thì nó chim nó hơi đen á, thịt của nó hơi đen nên những cái nhà hàng họ kén là vậy á. Các bạn thấy này, chim mẹ đang cho chim con ăn nhìn nó thú vị lắm. Một lúc sau là cái diều của nó căng các bạn nhé, cái diều của con chim con là nó căng lắm, tại vì mẹ nó bón sữa diều cho nó mà. Đây là những cặp chim của mình vào đẻ rồi các bạn nhé. Cái này là mình vừa mới lấy trứng của nó, mình để vào máy ấp trứng cho nó ấp, tấm ấp tự động. Còn hầu như là ở những cái chuồng á, là chim con rất là nhiều. Những con nào mà nó ấp tốt, ấp siêng á, thì mình cho nó ấp. Còn đa số là mình cho vào máy ấp trứng hết các bạn ạ. Chuồng trại là cực kỳ là thông thoáng luôn. Chuồng trại rất là thông thoáng, chim con rất là nhiều và nó tạo ra một cái môi trường cho con chim nó lớn đó các bạn. Đây bây giờ mình nói luôn là tại sao chim bồ câu lại là một cái dòng nó chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất thịt của nó. Tại vì theo những cái chuyên gia thì họ có thống kê đầy đủ là một con chim bồ câu thịt các bạn nhé, chim thịt á, thì bằng tầm khoảng 7 đến 9 con gà nhé. Chất lượng thịt mà các bạn ăn á, thì một con chim bồ câu bằng 9 con gà. Nên là cái chính vì cái chất dinh dưỡng nó bổ như vậy á, nên là nó một nguồn thực phẩm mà người ta rất là tin dùng và nó rất là hot hiện nay. Ở trại của mình là cháy hàng luôn mọi nhá, luôn liên tục là cháy hàng luôn, là cũng là không đủ để cung cấp ra thị trường ấy. Nên mình hay nói là bà con nào mà có nhu cầu nuôi chim bồ câu thì mình sẵn sàng mình bao đầu ra luôn cho mọi người nuôi cho nó yên tâm, và có bao nhiêu mình cũng thu về hết. Nên các bạn cứ yên tâm là vậy. Chim bồ câu mà từ lúc nó nở đến lúc mà mình làm thịt được thì tầm khoảng 25 đến 30 ngày các bạn nhé. Các bạn nhớ kỹ là từ 25 đến 30 ngày là mình đã có thể là thịt được rồi. Thì cái dòng thịt chim bồ câu Titan Thái này, thịt của nó rất trắng các bạn ạ, và nó rất là thơm và ngọt nữa. Nên là nhiều người họ tin dùng là vậy á. Chứ còn đối với những cái dòng khác bây giờ thì mình không có thích, và cái thị trường hiện tại nó không có thích. Còn đây là những cặp chim cảnh các bạn, chim bồ câu cảnh thì nhiều người đã thích nuôi ở trong nhà cho nó đẹp á. Còn nuôi kinh tế hiện nay là chỉ có bồ câu Titan Thái siêu thịt mới thành công các bạn nhé. Còn những dòng chim khác thì nó rất là khó. Chim bồ câu Titan Thái siêu thịt của mình từ 25 đến 30 ngày á thì nó đạt trọng lượng là trên hầu như là trên 5 lạng hết mọi người. Trên 5 lạng hết. Đây là những cặp mà chim bố mẹ, nó các bạn thấy này, nó to rất là to luôn. Nên là con chim bồ câu ra ràng của nó là nó cũng rất là khủng. Các bạn cũng thấy là cái sự chăm sóc của những cái cặp chim bố mẹ đối với con chim con nó như thế nào rồi. Còn có những cái dòng chim khác đó, nó bỏ cho chết đói luôn các bạn nhé. Một là bỏ chết đói, hai là nó mổ, nó rỉa cho chết luôn. Còn đối với cái dòng chim bồ câu Thái này này, Titan siêu thịt của Thái này, thì nó rất là hiền, nó lành. Nên mình cho vào ấp bằng máy á, nên là khi mình bỏ ra là con chim bố mẹ vẫn nuôi hết sức bình thường, vẫn chăm cực kỳ đàng hoàng các bạn nhé, chứ không có mổ hoặc là rỉa con của mình đâu. Đây, những con này là
chim là vào đẻ hết rồi đấy. Và trứng của nó thì mình như nãy các bạn thấy là mình cho vào máy ấp trứng hết. Nhiệt độ với độ ẩm của nó thì các bạn thấy này, tùy những cái môi trường ấy thì cái nhiệt độ và độ ẩm nó sẽ nhảy theo. Ví dụ là khi mà các bạn mở ra thì nó bị thiếu nhiệt độ nên là các bạn cũng làm sao mà hạn chế tối đa nhất cái việc mà mở máy ấp trứng mà mở thường xuyên á. Với lại các bạn cũng không được để cho nước nó đụng vào. Đương nhiên là mình cũng có làm video để cho các bạn sử dụng máy ấp trứng sao hiệu quả rồi. Còn đây các bạn thấy này, chim bồ câu đa ràng này, cái diều của nó các bạn thấy không? Rất là nặng. Đây là chim bố mẹ đang chăm con này. Con này thì mới được tầm khoảng 2-3 ngày tuổi thôi. Nhìn rất là chim mẹ rất là khổng lồ. Các bạn đến trại của mình thì cái điều mà dễ thấy nhất ấy là chim bồ câu là liên tục đẻ. Liên tục có những cặp chim bồ câu mà ra ràng ấy, bố mẹ chăm bên trong và mình sẽ xuất đi liên tục. Cái này thì nhà hàng thì tiêu thụ rất là nhiều. Nhưng mà trong cái đợt dịch Covid-19 này thì nó đang bùng phát mạnh và giãn cách xã hội ấy. Nhưng là mình cũng không có lo lắng và băn khoăn quá về cái điều này các bạn ạ. Tại vì chim của mình ấy, thì mình có một cái hệ thống tiêu thụ rất là rộng luôn. Và mình cũng ship online ấy, mình bán hàng online luôn. Nên là mình không có sợ những cái việc mà không tiêu thụ được nguồn hàng. Nên là mình mạnh dạn, mình làm clip trước đó, khoảng tuần trước mình mạnh dạn tuyên bố là ai nuôi bồ câu á, các thứ là mình thu đầu ra luôn. Mình thu đầu ra luôn cho mọi người, nên mọi người không có sợ. Hay mọi người có thể thấy là chim bồ câu ra ràng này. Đấy, cái này là tầm khoảng vài ngày nữa là mình có thể xuất đi được rồi. Mình không có sợ trong cái việc mà thiếu hụt đầu ra, tại vì cái đầu ra của mình rất là mạnh. Và mình duy trì, mình đảm bảo được cái đầu ra. Tại vì mình xác định được là cái thịt chim bồ câu là một cái loại thịt mà nó người ta luôn cần phải ăn. Những người mà ốm, những người bị bệnh ấy, mà trong người mà không được khỏe, chỉ cần ăn khoảng vài con thôi là khỏe các bạn nhé. Còn những người mà phụ nữ có thai ấy, thì ăn liên tục thì càng tốt. Tại vì cái giá trị dinh dưỡng của nó rất là nhiều. Và nó bồi bổ sức khỏe các bạn. Đây các bạn có thể thấy này. Đây là chim bồ câu ra ràng các bạn nhé. Ra ràng chứ không phải là chim chim bố mẹ đấy. Ra ràng nó đã to như thế này rồi. Cái này là mình chuẩn bị mình làm thịt rồi đấy. Khoảng 1-2 ngày nữa là mình làm thịt luôn. Là mình cũng có cái máy, nói chung là máy vặt lông có thứ là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Ở trại mình rất là chuyên nghiệp các bạn. Nên là các anh em nào mà đến trại ấy, thì mọi người sẽ được hướng dẫn đầy đủ nuôi chim bồ câu như nào sao cho hiệu quả. Đây các bạn thấy này, chim bồ câu ra ràng liên tục luôn. Mình luôn update những cái video mà sao mới nhất để cho anh em xem. Và sở dĩ là mình làm cái việc này là mình muốn cho anh em thấy là cái thị trường chim bồ câu nó rộng mở như thế nào. Rất là rộng mở luôn. Như gà, nuôi heo đồ có thứ là rất mệt mọi người ạ. Heo hay gà đều là dịch bệnh. Tất cả những loại trâu, bò hoặc là heo, gà đều là dịch bệnh rất là nhiều và nó khó tiêu thụ. Mọi người cũng có từng chứng kiến là mình hỗ trợ nông dân tiêu thụ thịt heo như thế nào, tiêu thụ gà như thế nào, giải cứu những trận giải cứu heo, trận giải cứu gà. Nhưng mà chim bồ câu thì không bao giờ có cái việc mà giải cứu các bạn nhé. Tại vì cái dòng chim này là thuộc phân khúc mà cao, phân khúc cao. Mà tuy nhiên thì cái giá của mình bán ra hấp rất là hợp lý. Nên là người nông dân hoặc là ai cũng có thể tiếp cận được cái nguồn thịt hoặc là cái con giống. Đặc biệt là đối với những người mà có quyết định khởi nghiệp thì mình luôn tự tin rằng cái nguồn thịt chim bồ câu mà khi mà mình cung cấp cho thị trường ấy, là khi nào cũng rất là ok. Khi nào cũng rất là thiếu nguồn hàng ấy. Thì mình hay nói mọi người cứ mạnh dạn là vậy. Đừng có sợ. Nuôi chim bồ câu, thứ nhất là chi phí của để mình nuôi nó không có cao như những cái loại vật nuôi khác. Và mình nhanh kiếm lại vốn và mình nhanh kiếm lời. Mình cũng chỉ cho bà con những cái bí quyết làm sao để con chim bồ câu nó đẻ vượt năng suất. Đối với người ta một năm đẻ mười mấy lứa, nhưng mà ở trại của mình là đẻ nhiều lắm các bạn. Mình bắt bồ câu đẻ 30 lứa một năm cơ mà.
Và chim bồ câu rõ ràng lúc nào cũng béo khỏe các bạn nhé. Và video hôm nay của mình cũng xin tạm dừng ở đây.